chăn trên TV á, của các đồng chí ở biển đảo đã tạo ra được những cái sản bản đồ của mình bằng những cái viên sỏi, viên đá. Thế nên từ đó mà bản thân tôi cũng đã thiết kế với cái bốn giống lúa màu của mình để tạo nên một cái bản đồ của Tổ quốc. Hôm nay qua buổi tham quan thực tế này, em thấy rất vui và có nhiều ấn tượng vì cánh đồng lúa tạo ra được nhiều màu sắc và còn có hình chữ S biểu tượng của đất nước. Em thấy đất nước Việt Nam có rất nhiều con người tài giỏi và đã tạo ra nhiều giống lúa tốt. Em thấy rất thích thú với những màu sắc của cây lúa và bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam. Cây lúa thảo dược bốn màu này á thì chắc chắn nó cũng sẽ tạo một cái sự hấp dẫn cho con người, bởi vì ngoài cái vấn đề đặc sắc màu sắc của nó ra thì nó đang còn có một cái giá trị dinh dưỡng cao hơn, mà trong đó các cái thành tựu của cái lĩnh vực du lịch khác không có được. Cho nên là bản thân tôi cũng rất mong muốn là cộng đồng và cũng như đối với các ngành các cấp sẽ quan tâm và tạo điều kiện để cho công ty chúng tôi thực hiện cái ý tưởng đó,